Ocarina. Thái Lan và Indonesia là hai khu vực đang có được sự phát triển mạnh mẽ, được xem là những khu vực mạnh và là ứng cử viên cho chức vô địch tại các giải đấu quốc tế. Trong video này, hãy cùng mình điểm danh các đội tuyển nổi bật đến với giải đấu Free Fire Sea Invitational 2023 này nhé. Genesis Dogma SF, đội tuyển đầu tiên đến từ Indo có cái tên viết tắt giống với một đội tuyển tại Việt Nam là JD. Có được phong độ cực kỳ cao ở ngày thi đấu chung kết, Genesis Dogma SF đã giành chức vô địch tại giải đấu Master League trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không mạnh mẽ và hậu chiến như EVOS Divide hay SES Esports, Genesis Dogma SF thường chủ động chơi chậm ở giai đoạn đầu ván, chủ động áp sát và phân chia người một cách hợp lý. Phần lớn các pha giao tranh của Genesis Dogma SF luôn chiếm được ưu thế về vị trí đứng. Điểm nhảy của đội tuyển này thường là các khu vực có lượng trang bị tốt như cổng trời, công xưởng, khu vui chơi, cửa biển. Đây được xem là cái tên mới nổi, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ tại FFSI 2023 năm nay. First Riders Eclipse là một cái tên khá quen thuộc tại các giải đấu Free Fire ở Indo. Tại giải đấu Master League 2023, đội tuyển này được cho là đối trọng với EVOS Divide và là ứng viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, với phong độ cực cao của Genesis Dogma SF và sự kém may mắn của mình, First Riders Eclipse cán đích với vị trí top 2 kém hơn một điểm sau nhà vô địch. Với việc lựa chọn điểm nhảy ở đài quan sát, khu cắm trại, thao trường và trạm thông tin, đội tuyển này thường chọn lối chơi chậm và di chuyển để chiếm lợi thế. Hầu hết các pha giao tranh được đội tuyển này chuẩn bị kỹ càng và giành chiến thắng. E-Arena có mặt tại bảng D giải đấu Free Fire Thái Lan Championship 2023. Với những cái tên như Team Entertainment hay Attack on Around, E-Arena đã trải qua vòng playoff vô cùng căng thẳng và giành suất vào thẳng chung kết ở bảng D. Trải qua ngày chung kết đầu tiên không quá thành công khi chỉ xếp thứ 3 đứng sau Magic Esports và EVOS Phoenix, E-Arena thi đấu cẩn trọng hơn trong ngày thi đấu thứ 2 với 8 trận đấu vô cùng căng thẳng. EVOS Phoenix là đội tuyển cho thấy được sức mạnh của mình khi chiếm trọn bảng xếp hạng ở ngày thi đấu thứ 2, khiến E-Arena liên tục phải bám đuổi. Bước ngoặt mở ra cho E-Arena ở game đấu thứ 7, khi các thành viên của E-Arena có được vị trí thuận lợi về hướng di chuyển vòng bo, từ đó gạt đi những đội tuyển lớn khác như Nigma Galaxy. Cùng với đó, EVOS Phoenix nằm xuống ở top 7 khi bị các thành viên của C-Triple-G tấn công. Từ những lợi thế có được, đội tuyển E-Arena xuất sắc giành được chức vô địch giải đấu Free Fire Thái Lan Championship. Đội tuyển này thường chọn các khu vực như nghĩa địa và trường tập bắn, khu cắm trại, cửa sông, cầu đôi. Hai trong số đó trùng với điểm nhảy của SBTC Esports. Có thể nói, lối chơi của các đội tuyển đến từ khu vực Thái Lan luôn mang đến cho người xem sự hồi hộp và mãn nhãn trong từng pha thi đấu. Đây cũng là lý do khiến khu vực này luôn dẫn đầu và là ứng viên vô địch trong các giải đấu quốc tế. EVOS Phoenix không có gì bất ngờ khi đương kim vô địch thế giới xuất hiện trong danh sách các đội tuyển góp mặt tại Free Fire Sea Invitational 2023. Mặc dù chỉ cán đích ở vị trí top 2 ở giải đấu quốc nội, nhưng màn trình diễn của nhà vô địch Free Fire thế giới tại giải đấu này là vô cùng ấn tượng. Đội tuyển này thường chọn cho mình những vị trí nhảy mang về thuận lợi về mặt trang bị cũng như di chuyển, như cổng trời, công xưởng, tuyết điện, bảo tàng. EVOS Phoenix thường di chuyển theo rìa vòng bo và áp sát nhanh các đối thủ trên đường di chuyển của mình. Việc có được dàn lineup với kỹ năng cá nhân cao cùng với đó là sự ăn ý trong từng pha phối hợp, EVOS Phoenix luôn giành chiến thắng trong hầu hết các pha giao tranh. Cùng với sự trở lại của God Cruise, đây được xem là đối thủ nặng ký ở giải đấu năm nay. Tại giải đấu năm nay, các đội tuyển đến từ khu vực Indo mang đến sự mới mẻ về lối chơi, sẽ không có sự càn quét trên toàn bản đồ mà thay vào đó là sự chậm rãi và chắc chắn trong từng bước di chuyển. Riêng đối với khu vực Thái Lan, ngay từ chính giải đấu quốc nội của khu vực này cũng cho chúng ta thấy được sự căng thẳng ở từng ván đấu. Các đội tuyển sẽ luôn bám đuổi nhau về mặt điểm số, mọi thứ đều có thể xảy ra. Giải đấu năm nay được xem là khá khó khăn cho các đội tuyển đến từ Việt Nam, nhưng với format giải đấu sẽ khá dài hơi và khá giống với VFL, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một thành tích khả quan và xa hơn thế là chức vô địch tại FFSI 2023 năm nay thuộc về một đội tuyển của Việt Nam. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.